Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chỉ thành sám hối để đầu kính tin. Để đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành. Bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù. Vì phiền não nhập che mù tuệ căn, nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật.
Đà. Kể từ vô thị ra vào trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sao căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoạn hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não trạng trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can.
mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm, tác oai tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràng. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười môn trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngư tòa tử tại trong lòng tịnh thanh. Mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân
hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác hình thu chẳng mờn. Lớn như sóng biển vô xô, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng.
mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời. Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh, chẳng về cõi lối triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp, thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phần, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang.
Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật hương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Hoặc tu tịnh hạ
hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, Bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần, mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai, âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có màu phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miệng, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắm sáng cầu xin Bồ đề thành tựu đứng bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện
cầu. Chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao chao, dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu. Mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hướng cõi lòng. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm. Mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan.
Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau. Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luân hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la, chứng minh lòng sám Phật đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chê. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốt tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm. Mà có khi đặt tượng kề bên, hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi. Phật bảo chẳng biết nể gì, nay con sám hối hành vi lỗi lầm. Đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh. Hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếp tục phê bình chẳng nương. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vây phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyến thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân niên. Nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên. Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân. Đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu anh. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đào cao, đặt lời theo dệt ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Vậy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu.
khuyến dụ bát chánh bỏ lơ giả trang hình tương xét dò tăng thân ôi thôi tội ác vô ngần con xin sám hối phân trần đầu đuối nhân đối trước tam bảo ba ngôi lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần dám dày cùng với tay chân bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ đạp xe vọt ngựa phóng bừa sông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì miệng nhổ hồng khàm mũi xì chẳng còn ai ngài nể vị già lắm bao nhiêu tội ác đã làm chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn nay con đành lễ phân tiền thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu anh đời đời cùng Phật cảm chiếu gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tôn cũng dường lắm vong báo chân giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa Bồ Tát thì hiện ta bà con xin đem hết công ra hộ trì phước lành như núi Tu Di trên thờ tam bảo dưới vì chúng